Ok, ok nha, chào anh em Một tuyệt phẩm Một con đồng hồ Về từ Nhật Quá đẹp luôn Con đồng hồ này là dạng con đồng hồ Cơ Nhưng mà dạng bán cơ Nó có một viên pin đại Dùng một viên pin đại để nó sẽ Đến một phút thì nó lật cái số này một lần và đến 60 phút thì nó lật giờ một lần này. Cách chỉnh của nó cũng đơn giản thôi. Ví dụ bây giờ nha anh em vằn theo chiều kim đồng hồ này. 2 3 4 5 6 7. Anh em cứ vằn đấy là vằn chỉnh phút. Và đủ 60 phút thì nó nó nhỏ nhỏ như bên này nó sẽ nhảy 10 giờ. Đây ví dụ em ví dụ này. 40 43 46 47 48 53 54 55 6 nha. Đấy, 8 10 giờ, thấy chưa? cứ thế nó chạy thôi. Cái đồ đồng hồ này rất đẹp. Đấy, rất đơn giản mà đẹp tinh tế. Chụp cho cái ảnh phía sau. Phía sau của nó đây. À, phía sau của nó đơn giản thế này thôi, một viên pin đại đút vào đây. Nó dùng một viên pin đại chạy quanh năm luôn. Pin đại này là để lật các cái số này thôi đến đúng giờ, đúng quy trình rồi, đây là dòng transistor mà. Cho nên nó đúng giờ cứ 60 phút thì nó lại nhảy bên này một lần, nó đúng nhịp của nó rồi. Nên nó rất chuẩn. Anh em có nhu cầu thì em nhượng lại cho. Quay giới thiệu cho anh em thôi.